Hello. Xin chào cả nhà. Đây trên tay Huỳnh đang cầm cái CD 1 và CD 2 là cái này là của Huỳnh và trên tay Nghị là. Trên tay Hoàng Nghị là một cái nút bạc của YouTube đây cả nhà ơi. Nhưng mà không phải của Hoàng Nghị đâu. Buồn lắm. Không sao mà buồn được. Không có gì để buồn cả là tại vì cái tên đó là ghi là của sao Huỳnh, official là của Huỳnh, nhưng mà thực tình ra trong đó có công của Nghị nữa. Đó là lý do vì sao mà trong cái video này Huỳnh muốn có Nghị quay cùng Huỳnh là như vậy. Tại vì thực tình ra khán giả biết đến Huỳnh một phần cũng do song ca với Nghị đó. Thì Nghị cứ khiêm tốn cứ nói vậy thôi, chứ thực tình ra khán giả biết đến Huỳnh cũng cũng qua Nghị nữa. Cho nên là hôm nay Huỳnh có một chút xíu cái cột mốc trong cái sự nghiệp của mình đúng không? Dạ. Và thật ra là hôm nay là cái video này á, chủ yếu là cái vấn đề đầu tiên là muốn khoe, đúng không? Khoe nè, khoe cái thành tích nè, 100.000 subscribe nè mọi người. Đó. Nó không đáng gì so với nhiều người, nó thực tình nó không đáng gì so với nhiều người, nhưng mà đối với Huỳnh thì nó là ý nghĩa. Đúng rồi. Tại vì Huỳnh biết rằng là khán giả phải yêu mến mình, phải phải thực sự là quan tâm tới mình thì mới bấm subscribe cái kênh cho mình. Cho nên là mỗi lượt đăng ký như vậy đều là cái sự kích lệ tinh thần đối với mình, cho nên mình rất là trân trọng. Là biết ơn những khán giả đã đăng ký nha. Yeah. Đó, vấn đề đầu tiên là khoe cái này rồi đó. Vấn đề thứ hai là khoe cái CD. Đây là cái CD này là CD 1 đầu tay của Huỳnh với chủ đề là gõ cửa. Thì trong đây nó có tới 10 bài, toàn là những bài mà khán giả rất là yêu mến và cái lượt view rất là cao. Còn đây là CD 2, sau khi thành công với CD 1 thì Huỳnh tiếp tục cho ra cái CD 2 với chủ đề là gõ cửa. Ngại ngùng. Ngại ngùng thì ở trong đây cũng có 9 bài. Cũng ở đây cũng có những bài mà thời gian gần đây cái lượt xem cũng rất là cao, đó là bài Lặng Thầm. Dạ, xót xa này kia đó. Thì khán giả mua CD ủng hộ cho Huỳnh bằng cách là hãy nhắn tin, hãy để lại cái comment ở phía dưới. Dạ, hoặc là Huỳnh sẽ để cái link thông tin hoặc là số điện thoại gì đó thì để cho mọi người liên lạc. Để đặt cái CD này, giá của nó là 200.000 một chiếc. Giá thực tế của nó là 800 triệu một chiếc, nhưng mà hôm nay có Hoàng Nghị nên là sale. Nên là Huỳnh sale, và cái chương trình sale này sẽ áp dụng trọn đời với giá là 200.000. Cho nên quý vị mua thì nên là mọi người nhớ là nhanh tay nha, mua hàng nha, mua cho đến khi mà hết là sẽ không còn để bán nữa đâu mọi người. Thực tình ra là cái CD này đã hết rồi Huỳnh Trang. Số lượng thì cũng không còn nhiều đâu, còn có khoảng 5-7.000 chiếc thì thôi, mọi người mua ủng hộ. Thực tình ra là cái CD này đã hết rồi, Huỳnh tính không tái bản nữa, nhưng mà khán giả hỏi rất là nhiều, cho nên là Huỳnh tiếp tục Huỳnh tái bản. Huỳnh vừa mới tái bản xong luôn với chủ đề, với cái CD 1 là chủ đề gõ cửa. Và cái nói đi nói lại nữa thì cũng việc cũng rất là quan trọng, đó là Huỳnh muốn cảm ơn khán giả của Huỳnh, những người đã quan tâm ủng hộ cho Huỳnh, cho nên là nhờ như vậy Huỳnh mới có cái nút bạc của YouTube như thế này. Và Huỳnh hy vọng là kênh phát triển dài dài, để nước bạc xong rồi đến nước gì nhỉ? Nước vàng xong đến nước kim cương. Rồi xong kim cương đó là nước gì nhỉ? Họ chưa nghĩ ra. Với chút họ chưa nghĩ ra nhưng mà người lo. Cái nút mà người ta bấm á. cái nút là cái nút quyền lực á. Bấm cái mất tiêu luôn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và thực tình ra ở trên đây Huỳnh cũng cảm ơn Nghị luôn. Cảm ơn Nghị rất là nhiều, Nghị đã đồng hành cùng với Huỳnh. Có nhiều khi Huỳnh rất là nóng tính, la Nghị quá chừng luôn, nhưng mà Nghị rất là dễ thương, Nghị không có giận. Và có lẽ rằng là ở đằng sau đó là tại vì Nghị quý Huỳnh nên là Nghị không có giận. Hay là Nghị âm thầm mà Nghị ngưỡng mộ Huỳnh thì Nghị nói đi. cái người mà để Huỳnh cảm ơn nhiều nhất đó là khán giả. Và qua Nghị cũng may mắn là được nằm trong top người bạn diễn của Sao Quỳnh, mà được Sao Quỳnh nói chung là để ý tới. Và hôm nay mời mình đến đây thì cũng rất là cảm ơn Sao Quỳnh. Okay. Thì bây giờ có lẽ là Quang Nghị cùng Sao Quỳnh cũng xin nói lời chào đến quý vị nha. Chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn.